tìm sắm con thỏ. Tôi nhìn hiền quá, tôi muốn trở nên hoang dã. Ok. Đấy, sắm thành con ngựa vằn thì đảm bảo vô cùng hoang dã luôn. Vì loài ngựa vằn sống hoang dã mà con người cũng không thuần hóa được chúng đâu. Trong nhà hồ táo tí nhé, tao trốn đi chơi, đòi thì cứ lấy hoa quả mà ăn. Bố về rồi đây. Ui dồi ôi, đáng đời con rắn, ăn dưa mà không ngọt vỏ thì bây giờ phải giải thích với bố con này làm sao đây. Ê, câu cuối đáp án là 1824 đúng không? 1825 chứ. Chết cha, mình tỉnh ra kết quả khác. Sao giờ? Có lẽ đơn đồn này đang kiểm tra môn lịch sử chứ có phải là kiểm tra toán đâu. Mà mày lại lấy mày tỉnh ra để bấm thêm này. Nói không phải khen, chứ trong những thằng ngu thì mày là thằng ngu nhất. Sao mọi người xem chùa nhiều thế? Đăng ký kênh, ủng hộ mình đi mà. Tớ từng bị mọi người xa lánh vì có cái mũi màu xoăn. Trời ơi, có gì đâu. Tôi còn biết một bạn cũng là chôn như cậu, nhưng mũi đỏ nè vẫn vui vẻ, vẫn yếu đời hoi. Trời ơi, không ngờ thằng khuyển gia xóa phát hiện ra bộ môn nguy hiểm hơn môn chọc chó. Đó là môn chọc chôn. Người thật sự yêu mày sẽ là người chủ động cài mũ và mở đồ gạc chân cho mày. Anh chưa bao giờ cài mũ hay mở gạc chân cho tao cả. Tệ vậy, anh chỉ mở cửa thôi. Về thôi người yêu, anh tới đón rồi nè. Trời ơi, không ngờ ở nhà mẹ phải làm nhiều việc thế này. Mẹ ơi, trước giờ con không biết ở nhà cực thế này. Giờ con đã biết rồi nên con không ở nhà đâu. Rồi ôi, thì ra đây là lý do mà thành giọng bay về trời. Cuối cùng thì trâu bò cùng gặp nhau để cùng quyết đấu. Hãy xem sau 3 năm tập luyện võ công, trình độ của ta đã vượt bậc như thế nào nhé. Ale ale, mông tê bẹt dê vitamin C. Kame kame he he he. Sao hả chú? Nhìn thấy anh biểu diễn đã sáng ạt hơn chưa hả? Khôn hồn thì đầu hàng mà về mua dầu ăn khăn giấy đi. Còn không hãy cho ta xem 3 năm qua ngươi đã làm được những gì nào. Ta cũng chẳng làm được gì, chỉ mở công ty làm giám đốc thôi. Cái thằng nồi này nữa. Nhấn đăng ký và bật chuông.